Hello, xin chào thật anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em Tùng ngày hôm nay. Đầu tiên Tùng chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em cũng rất chân thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tưởng hộ nhé. Thì hôm nay em mới tuyển về cho anh em ba bé chim cực kỳ VIP, đẳng cấp luôn anh em ạ. Xứng đáng để anh em rất ví để anh em bảo tồn với anh em gột dàn của cà phê anh em nhé. Đầu tiên trên màn hình là một bé T10. Con này thì gáy ngựa khủng luôn anh em ạ. Màu đinh, mặt cực kỳ dữ luôn, da rộng phê lòi anh em ạ, yếm thì đen xì như hai viên than anh em ạ. Cực kỳ gấu, cực kỳ dữ chim anh em nhắm mắt chố lồi ra ngoài. Đấy, anh em nhìn màu đinh nhưng mà gốc màu nó siêu dày luôn, không khuyết một tí nào cả. Lên bộ gáy ngựa hầu bò phê cho anh em, hai quả yếm đen xì luôn, đầu thủ to, bộ cực kỳ lực anh em nhé. Con chim này và anh em gột dàn của cà phê thì cái bộ nó cực kỳ lực luôn anh em. Cuộc chơi em chim này mà chỉ cần gọi là tắm táp phơi lắng mồi tươi chỉ một tuần sau nó còn khác hơn cả như này anh em nhé. Để chim mới gọi là vừa vào cắm cứng cho anh em thôi mà nó thể hiện cái tố chất này là quá ok rồi. Nói chung là những con chim em Tùng tuyển cho anh em yên tâm về cái độ chất lượng anh em nhé. Già rừng chất lượng, từ chất giọng đến bóng bộ anh em ạ. Cái clip thì em quay khá dài, anh em có thể tự thẩm thêm cho clip. Phê chưa anh em? Em chim này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 1.800.000 anh em nha, 1.800.000 bé T10. Nói chung là tiền nào của đấy đâu, không có ngon bổ rẻ đâu anh em ạ. Nói chung là của rẻ là của ôi, anh em nào mà đã bắt chim của em rồi là biết những con chim em tuyển cho anh em rồi. Giá thành nó đi đôi với chất lượng để chia sẻ cho anh em và anh em cùng chơi. Đầu thủ cực kỳ to luôn, mặt dữ, gáy ngựa hầu bò, yếm đen đậm. Đấy, nó lên quả gáy VIP cho anh em. Gáy phòng tốn đùng luôn, yếm đen xì cân hai bên. Đấy được tắm, nếu mà được tắm rửa nha anh em, mà chăm tốt lên quả gáy, lên form bộ anh em ngắm thì phê lòi luôn, không có điểm gì để chê đâu anh em ạ. Và em cũng báo luôn trên clip này, anh em nào mà chốt thì chuyển khoản luôn giúp em nhé, em không nhận tiền nhà xe. Nhiều anh em cứ bảo gửi chim xong tôi trả tiền nhà xe, nó thật là anh em mà không tin em thì em cũng không thể tin được. Đa số là những cái nói anh em thông cảm, một số anh em không chưa theo dõi kênh của em thường xuyên thì có thể là theo dõi thêm kênh của em. Khi nào mà anh em cảm thấy gọi là em Tùng đủ độ tin tưởng thì anh em ủng hộ em sau cũng được, không nhất thiết là phải mua ngay đâu anh em nhé. Còn anh em nào mà tin tưởng em thì chốt bé nào thì chuyển khoản luôn giúp em. Cảm ơn anh em nhé. Tiếp theo là đến bé T11, cũng một bé màu đinh, gốc màu cao chót vót luôn. Em chim này thì đẳng cấp luôn anh em ạ. Nó chơi tay đôi với con mồi luôn anh em nhé. Đây em đang kè con mồi trước mặt, nó chơi tay đôi với con mồi luôn. Cánh sẹ gà tre lưng tôm, đảo cầu găm dí cực kỳ tốt luôn, vừa đảo cầu vừa ra mỏ anh em ạ. Lông mỏng tang luôn, cao cầu trường chim, yếm đen đậm, gốc màu cũng dày. Đấy, ra mỏ rong roác luôn, vừa đảo cầu vừa ra mỏ anh em nhé. Đấy, mẫu chim như thế này mà anh em không cột sàn thì khẳng định luôn chả có con chim nào để anh em chơi cả. Anh em nào biết đến em Tùng rồi là những con chim bổi em Tùng đã tuyển cho anh em rồi thì bao chất lượng cho anh em luôn, bao tố chất, bao chất lượng để về anh em bỏ thời gian, bỏ công sức ra anh em cột chơi. Đồng tiền anh em đã gửi gắm cho em Tùng thì anh em yên tâm là sẽ không bao giờ làm gọi là mất mặt anh em đâu. Đây, em đang kèm với con mồi trước mặt luôn anh em nhé, chứ không phải là để một mình nó để quay clip cho anh em đâu. Đấy, nó săn con mồi luôn, con mồi còn không dám đấu lại với nó rồi anh em ạ. Xứng đáng chơi anh em. Đầu thủ lên bộ cực kỳ đẹp, giữ chim. Em chim này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 2.200.000 anh em nhé, 2.200.000. Nói chung là tiền nào của đấy thôi. Chim đẹp, chim hay, chim tố chất thì không bao giờ có giá rẻ. Em Tùng đã đi tuyển chim cho anh em, bán cho anh em thì con chim nào là chuẩn con chim đấy mà nó thể hiện thực sự luôn. Chim thì bao mọi tật lỗi cho anh em, anh em về anh em gọi là chỉ việc bỏ thời gian, bỏ công sức ra anh em cuộc chơi thôi. Đấy, mẫu chim như thế này là đã vào mắt anh em chưa? Khẳng định luôn anh em, những con chim là quá chất lượng luôn anh em ạ. Không chất lượng em không lấy tiền của anh em. Và tiếp theo là bé T12, bé cuối cùng ngày nay, một bé màu lân tê anh em nhé. Bộ cực kỳ VIP luôn.
Đấy, bé chim này thì về em hết lồng, em ấy nhốt tạm vào cái lồng đấu của em anh em ạ. Nhưng mà lên bộ phê đét luôn anh em ạ. Giọng con này nhá, xoắn tít luôn anh em ạ. Giọng chuông xoắn. Gáy ngựa màu lân tê, yếm đen xì, hầu bò, phao câu lở, trường chim, mặt đầu thủ to mặt dữ. Đấy anh em có thể là thẩm clip em quay bây giờ, hiện tại bây giờ cũng là 5 giờ chiều rồi. Đấy, chim vừa về nhà em hết lồng, ra là em cũng đuổi tạm ra lồng này và quay luôn cho anh em. Đấy, những con chim bổi em Tùng đã tuyển cho em, những con chim bổi tuyển bẫy đấu hàng chất lượng ấy. Bỏ ra lồng phát thái độ hot ngay anh em nhé, chứ không bao giờ có ngồi thù lù một chỗ đâu anh em ạ. Nó chỉ sợ người thôi chứ không bao giờ sợ chim. Để xa người ra cái là nó thể hiện lên bộ ngay anh em ạ. Ok chưa anh em? Đấy anh em nhìn quả bóng bộ đấy ở VIP chưa? Đấy em quay cả góc nghiêng cho anh em nhìn đúng con chim. Mặt dữ, màu lân tê, bộ rất chìa đẹp anh em nhé. Bộ cực kỳ đẹp luôn, mỏ mỏng tang luôn. Đấy, anh em nghe giọng phê chưa? Giọng chuông xoắn tít luôn. Nói chung là chim của núi đá Lạng Sơn này thì từ bóng bộ, từ chất giọng thì chắc chắn là không phải bàn đến em nó rồi, chỉ bàn về giá thôi. Nói chung anh em thấy hợp lý, hợp với túi tiền của anh em thì anh em cứ nhấn máy alo trực tiếp số điện thoại của em. Đấy, em chim này thì em chia sẻ nhanh cho anh em với cái giá là 2.4 triệu anh em nhé, 2.400.000.